Ủy ban châu Âu EC vào ngày 6 tháng 9 đã công bố nhiều quy định mới đối với du khách Nga muốn xin thị thực nhập cảnh vào EU. Đây là những biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow liên quan đến cuộc xung đột Ukraine sau khi các bộ trưởng EU tuần trước đã nhất trí ngừng thực thi thỏa thuận tạo điều kiện cho việc cấp thị thực giữa Nga và EU. Theo đề xuất trên, người Nga xin thị thực vào khu vực tự do đi lại Schengen giờ đây sẽ phải trả một khoản phí là 85 euro thay vì 35 euro như trước. Thời gian giải quyết đơn sẽ kéo dài từ 10 đến 15 ngày, trong một số trường hợp có thể lên tới 45 ngày. Việc cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần sẽ bị hạn chế. Ngoài ra, người xin thị thực sẽ phải cung cấp một danh sách dài hơn các loại tài liệu cần thiết. Hiện một số quốc gia EU giáp với Nga như Phần Lan, Ba Lan, Estonia, Latvia và Litva đã bắt đầu siết chặt kiểm soát biên giới và kêu gọi cấm thị thực hoàn toàn đối với công dân Nga. Một số nước EU cũng đã giảm số lượng thị thực cấp cho du khách Nga trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, Pháp và Đức cho rằng các tiếp xúc liên tục giữa công dân Nga và các xã hội phương Tây vẫn có giá trị và phản đối việc đình chỉ cấp thị thực cho công dân Nga.